Chúng ta đều bị đông lạnh. Nếu chúng ta ở đây trong nhiều năm thì sao? Giống như khủng long mà. Peter, Johnny, Jack, nghe nè, nếu nghe thấy thì hát lên đi. Đây nè, anh chị nghe thấy không? Peter, Johnny, mình nghĩ họ không thể nghe thấy đâu. Mọi thứ kết thúc rồi. Đợi một chút. Tụi em ở đây. Đây nè. Nghe không? Cái gì vậy? Mình thấy rồi. Được rồi, bắt đầu. Mấy đứa không sao.